không phải thứ to mới tốt. Nhiều sinh vật có kích thước bé đến lạ lùng lại cực kỳ dễ thương, độc đáo. Sau đây là những loài động vật nhỏ nhất trong thế giới tự nhiên. Bạch tuộc Wolfy, cứ tưởng đã là bạch tuộc thì phải là khổng lồ, đến mức ăn thịt được cả cá voi, dìm đắm cả một con tàu như trong các bộ phim từng xem. Nhưng loài bạch tuộc Wolfy mệnh danh là nhỏ bé nhất trên thế giới. Loài này được phát hiện năm 1913, sau nhiều năm tìm kiếm ở vùng biển Ấn Độ, Thái Bình Dương. Một con trưởng thành chỉ cân nặng 1 gram và dài khoảng 1,5 cm, nghĩa là nó có thể bám thoải mái trên đầu ngón tay bạn. Tắc kè Brocchesia micra, loài tắc kè tí hon Brocchesia micra mới được phát hiện ở Madagascar vào năm 2012. Chúng dành phần lớn thời gian sống dưới những đám lá rụng nên gây nhiều khó khăn cho công tác nghiên cứu. Khi mặt trời lặn, loài tắc kè này sẽ leo lên thân cây ngủ. Người ta đã tìm thấy chúng bằng cách này, giữ kỷ lục là một trong bốn loài thằn lằn nhỏ nhất. Brocchesia micra chỉ dài 25 mm, đủ nhỏ để đứng trên đầu một que diêm. Cá ngựa Hippocampus tenisa sinh sống ở độ sâu 13-90 m ở phía tây Thái Bình Dương. Cá ngựa Hippocampus tenisa ban đầu bị nhầm lẫn với cá ngựa con. Trên thực tế, con lớn nhất cũng chỉ dài 16 mm. Ngoài việc kích thước quá nhỏ, con rất khó phát hiện ra vì chúng hay lẫn trốn trong các đám san hô lớn. Khó khăn này là trở ngại duy nhất cho việc xác định số lượng của loài để có những biện pháp bảo tồn khi tình trạng ô nhiễm biển và nạn đánh bắt cá vô tội vạ như ngày nay. Rùa đốm Speckled Patlopus, những con trưởng thành cũng chỉ có 11 cm nhưng đủ lớn để một con rùa đốm Speckled Patlopus có thể bắt nạt đồng loại tranh giành thức ăn. So với kích thước chung của loài rùa thì rùa đốm bé hơn 16 lần loài rùa Galapagos. Để dễ tưởng tượng, bạn có thể nhân chiều cao của mình lên thêm 16 lần. Chiếc mai màu lốm đốm có tác dụng rất tốt trong việc ngụy trang trước mọi kẻ thù. Và cũng do quá yếu đuối nên loài rùa đốm này thường ẩn mình trong các tảng đá. Việc duy trì nòi giống cũng gặp khó khăn vì cơ thể mỗi con cái chỉ đủ chỗ cho một quả trứng mỗi lần sinh. Điều này dẫn đến tình trạng chúng bị đe dọa, nguy cơ tuyệt chủng trước nạn săn bắn, động vật ăn thịt và mất môi trường sống. Sóc tay Sugar Killider, loài thú có túi Sugar Killider đang được nhiều người Việt Nam nuôi làm thú cưng trong nhà. Chúng là loài sóc sống trên cây, sống về đêm, có nguồn gốc từ Papua New Guinea, Indonesia, bờ biển Đông nước Úc. Sóc bay trưởng thành có chiều dài 16-20 cm và sở hữu một màng mỏng kéo dài từ giữa cánh tay đến cuối chân sau, cho chúng khả năng bay xa tới 60-100 m sau vài giây. Các bé sóc bay con mới sinh sẽ tự động chui vào cái túi đựng nhỏ trước ngực mẹ và bú sữa cho tới khi cứng cáp hơn. Sóc Sugar rất dễ hóa và gần gũi với con người. Khỉ lùn Pygmy Marmoset, khỉ lùn là thành viên nhỏ nhất trong đại gia đình linh trưởng, với con ở độ tuổi sinh sản chỉ dài 12 cm và nặng 170 g. Cặp khỉ bạch tạng sinh đôi ở vườn thú Frosso, thành phố Ottersen, Thụy Điển cực kỳ dễ thương và trở nên nổi tiếng trên thế giới. Ngoài tự nhiên, khỉ lùn sống trong rừng nhiệt đới Amazon, các nước Nam Mỹ với từng bầy nhỏ gồm 5-6 con, trong đó có một con đực đầu đàn và một con cái chuyên sinh sản. Chúng giao tiếp bằng nhiều hình thức phức tạp, bao gồm âm thanh, hóa chất tiết ra từ tuyến trên ngực, bộ phận sinh dục hoặc các tín hiệu cử chỉ. Hiện nay, loài khỉ lùn đang bị đe dọa nghiêm trọng trong môi trường sống và buôn bán động vật hoang dã. Dơi mũi heo Kitty. Dơi mũi heo là loài động vật có vú nhỏ nhất đối với con người tìm thấy. Ở một số nơi gọi là dơi ong, mỗi cá thể dơi chỉ nhỏ từ 30-40 mm, gần như một đồng xu và nặng 2 g. Sở dĩ chúng mang cái tên dơi mũi heo Kitty vì có đôi tai khá lớn, lông màu nâu đỏ, còn mũi thét rất giống mũi lợn. Mỗi đàn dơi có số lượng từ 10-500 con, đi kiếm ăn nhiều lần trong ngày, chủ yếu là côn trùng. Chúng không sử dụng khả năng định vị sóng âm như những loài dơi khác. Từ khi phát hiện vào năm 1970, số lượng loài dơi cũng giảm đáng kể và bị thu hẹp môi trường sống ở một số khu vực Thái Lan và xung quanh Myanmar. Chuột lemur hay là chuột xám vượn cáo, chuột lemur của Madagascar có tên khoa học là Microcepus murinus, cũng nằm trong danh sách những linh trưởng tí hon nhất trên thế giới với kích thước từ 5,5-12 cm bằng một chiếc lược. Hiếm khi có thể nhìn thấy chúng trên cây vì chúng chỉ dám thò mặt ra kiếm ăn vào ban đêm. Nhìn vẻ bên ngoài nhếch nhác, nhưng đôi khi những con vượn cá, chuột, xám đực vẫn nhẫn tâm ăn thịt con cái, mặc dù thức ăn ưa thích vẫn là lá cây, hoa quả và côn trùng. Tete Pinfari Amatillo, loài tete này có lớp vải cứng hoàn toàn tách biệt với cơ thể, khác hẳn với loài rùa.
chúng thường sinh sống ở vùng đồng bằng cỏ khô hoặc bãi cát ở trung tâm nước Argentina. Với kích thước khoảng 8-12 cm, chúng dành 18-19 tiếng đồng hồ để ngủ mỗi ngày và chỉ thức dậy vào ban đêm với nỗ lực kiếm càng nhiều thức ăn tích trữ cho mùa đông càng tốt. Thức ăn yêu thích của loài TT là ấu trùng, côn trùng và các loài động vật không xương sống. Khi gặp nguy hiểm, lớp vỏ cứng bên ngoài có tác dụng hữu hiệu khiến kẻ thù phải bó tay bỏ đi. Rắn dung Leptotiflop Calier vẫn chưa chắc chắn đây là loài rắn nhỏ nhất trên thế giới, nhưng những con Leptotiflop Calier chỉ dài 10 cm mới được phát hiện không lâu trong rừng Barbados. Cơ thể rắn dung phủ lớp vảy bóng với sọc vàng hai bên nhưng không rõ rệt. Theo các chuyên gia thì loài rắn bị đẩy vào con đường cùng, không có thức ăn, là chuyển sang chế độ ăn kiến, ăn loại côn trùng đã tiến hóa, dần đến kích thước tối giản nhất như ngày nay. Sự phát hiện của giáo sư Hatcher đã từng bị người dân Barbados chỉ trích nặng nề khi ông đặt tên loài vật quá quen thuộc với họ bằng tên của vợ mình. Tuy nhiên, về mặt khoa học, ông là người đầu tiên phát hiện nên được đặt tên cho loài vật này.